lại. Và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Đinh Bắc được thuyên chuyển tới Nhật Bản thi đấu. Tuyển Việt Nam tập luyện với tinh thần cao nhất. Huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong ám ảnh với các đội tuyển Việt Nam. Ông Seo trở lại làm việc về bóng đá Việt Nam. Đinh Bắc được thuyên chuyển tới Nhật Bản thi đấu. Chính kiến màn thể hiện của Đinh Bắc, truyền thông Nhật Bản không tiếc lời ngợi khen khuyên cầu thủ này đến với rỗi chơi bóng. Tại lượt trận đầu tiên giao quân tại Asian Cup, Việt Nam dù phải chạm trán với một đối thủ mạnh là đội tuyển Nhật Bản nhưng có màn trình diễn ấn tượng và ghi được hai bàn. Tại trận đấu này, sao trẻ Đình Bắc ghi dấu ấn với siêu phẩm đánh đầu ở những phút đầu hiệp 1. Trong sự tán thưởng của hàng vạn khán giả có mặt trên sân theo dõi trận đấu, Chứng kiến màn thể hiện của Đình Bắc, truyền thông Nhật Bản không tiếc lời ngợi khen và đã khuyên cầu thủ này hãy đến rời lịch để chơi bóng. Cụ thể, tờ Football Tribber phiên bản Nhật Bản đã đăng tải một bài viết với tựa đề ghi bàn gỡ hoa trước đội tuyển Nhật Bản và chiếm chọn Spotlight nghệ sĩ hài kịch Hiroki iguchi bày tỏ mong muốn đình bắc của việt nam sẽ thi đấu tại ray league trong bài viết có nội dung đáng chú ý như sau bàn thắng này của đình bắc đã lề lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ nhật bản một số người có đăng tải lên mạng xã hội ếch trước đây là twitter bằng hy vọng sẽ có những câu lạc bộ ray league chiêu mộ sao trẻ này Nghệ sĩ này chia sẻ, đội tuyển Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá hay và tôi hy vọng Đình Bắc sẽ đến với Rồi Lĩnh. Đình Bắc vẫn còn thi đấu ở giải hạng 2 của Việt Nam cách đây 6 tháng và màn ra mắt đội tuyển vào tháng 10 năm ngoái giữa thời ông Jussier. Chúng tôi đạt nhiều kỳ vọng vào màn trình diễn trong tương lai của anh ta vì Đình Bắc đã có thể gây khó khăn cho một trong những đội bóng mạnh nhất châu Á. Bàn thắng đẹp mắt và lưới của Nhật Bản, những phút đầu hiệp 1 giúp cho Đình Bắc đi vào lịch sử khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Việt Nam tại một kỳ Asian Cup. Kỷ lục này trước đây thuộc về tiền đạo Phan Thành Bình với bàn thắng vào lưới của Qatar tại vòng bảng Asian Cup 2007. Hiện tại Bắc đã có hai bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam dù mới chỉ hơn 19 tuổi. Trước đó cầu thủ gốc nghệ ghi bàn ra mắt tại chiến thắng Philippines 2-0 thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026. Theo trang SofaScore, Đình Bắc và Hùng Dũng là hai cầu thủ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản. Cả hai đều được trang này chấm 7,3 điểm. Hùng Dũng cũng chính là người đã thực hiện quả đá phạt góc dẫn tới bàn thắng săn bằng cách biệt một đều của Đình Bắc trong hiệp 1 của trận đấu. tuyển việt nam tập luyện với tinh thần cao nhất ngay sau trận đấu giao quân thất bại trước nhật bản ông josier và các học trò đã lập tức bắt tay vào tập luyện với tinh thần cao nhất có thể để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với tuyển indonesia Siêu đã gây bất ngờ khi mà những gương mặt vốn được coi là trụ cột và giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh hay Tấn Tài đã không được trưng dụng tại trận đấu gia quân. Thay vào đó là những cầu thủ trẻ tạo nên một đội tuyển dân mới. Dù thế thì triết lý của ông Siêu không có khái niệm cầu thủ dự bị, tất cả đều có vai trò quan trọng tại những thời điểm khác nhau. Vì vậy mà đừng ngạc nhiên nếu như tại trận đấu gặp Indonesia sẽ là cách tiếp cận khác với các cầu thủ khác trong trận. Trong những buổi tập gần đây thì ông thầy 68 tuổi hoạt động không ngơi nghỉ trên sân tập để thúc đẩy các học trò và sẵn sàng tạm dừng các tình huống để phân tích cho các cầu thủ hiểu rõ hơn về ý tưởng của mình. Sự nghiêm khắc và biểu hiện đầy sức chiến đấu của ông Chu vẫn tạo ra bầu không khí cạnh tranh và tích cực. Bản thân các cầu thủ cũng phải tập trung và nỗ lực hết sức mới có thể hoàn thiện tốt nhiệm vụ của mình. Cả hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Indo đều đã bại trận ở lượt đầu tiên của Asian Cup 2023. Chính bởi vậy nhận định hai tấm vé chính thức đi tiếp ở bảng D sẽ thuộc về Nhật Bản và Iraq là hoàn toàn có cơ sở. Nhật Bản đang đứng đầu bảng D với hiệu số bàn thắng là 4 trên 2 trong khi Iraq đứng thứ hai với hiệu số 3 trên 1 dù có cùng 3 điểm. Nhờ vào hai bàn thắng ghi được vào lưới của Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ ba ở bảng D với hiệu số là âm 2, có cùng hiệu số là âm 2 nhưng Indo lại ghi ít bàn thắng hơn Việt Nam nên xếp cuối cùng trong bảng đấu này. Kịch bản đi tiếp của tuyển Việt Nam đó là đánh bại Indonesia và hòa Iraq. Nếu như muốn có ngôi nhì bảng thì thầy trò Chelsea sẽ cần phải thắng cả hai trận. Lúc này tuyển Việt Nam và Indo sẽ phải dồn sức quyết đấu ở lượt trận tới và sẽ có cơ hội đi tiếp với tư cách là đội thứ ba ở các bảng đấu có thành tích tốt nhất cơ hội của các tuyển Việt Nam sau thất bại trước Nhật Bản chính là việc chúng ta có được hai bàn thắng và không biết chừng. Đây lại chính là chìa khóa quan trọng mở ra cánh cửa đi đến vòng đấu knockout của đội. Sau trận đấu với Nhật Bản, ông Chosier một lần nữa nhắc đến mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng của đội tuyển Việt Nam những gì thể hiện trước Iraq cho thấy Indonesia không phải đối thủ dễ chơi với tuyển Việt Nam. Indo là đội bóng mà các cầu thủ Việt Nam đều không xa lạ gì từ chiến thuật đến từng con người cụ thể ở mỗi vị trí trên sân thời gian qua. Châu Siêu cùng đội ngũ trợ lý hẳn sẽ không thể quên được cơn ác mộng từ những quả ném biên từ Pratama Ahan tạo ra cho U23 Việt Nam tại bán kết SEA Games năm ngoái ở Campuchia. Indo đang rơi vào tình thế không còn gì để mất và cũng xác định thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá để giành lấy cơ hội đi tiếp nên sẽ dốc toàn lực. Do đó đây được xem như là một trận đấu loại trực tiếp ở bảng D. Nếu như Việt Nam thắng Indo trong cuộc đối đầu trực tiếp tại bảng D, Asian Cup 23 sẽ chúng ta có ít nhất 3 điểm sau vòng bảng và coi như chắc chắn ít nhất cũng giành vị trí thứ ba tại bảng đấu này. Nếu như tuyển Việt Nam Hòa có bàn thắng với Indonesia và thua Iraq tại lượt trận cuối nhưng ít nhất một bàn và với cách biệt tỷ số không còn lớn hơn thất bại 1-3 của Indonesia trước Iraq thì chúng ta có ít nhất là một điểm sau vòng bảng và vẫn nhiều khả năng xếp thứ ba bảng D. Nhưng cơ hội vào vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ trở nên mong manh hơn. huấn luyện viên sintayong bị ám ảnh bởi các đội tuyển việt nam bóng đá trở nên hấp dẫn nhờ sự xuất hiện của các cuộc đối đầu kỵ dơ trong đó là những nhà cầm quân dù từng dẫn dắt một đội tuyển dự world cup vẫn bị một nền bóng đá đang trên đà phát triển khắc chế như trường hợp của ông sintayong với các đội tuyển việt nam là điển hình như vậy Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại lượt trận thứ hai bảng D thuộc Asian Cup ngày 19 tháng 1 tới đây sẽ là lần thứ 9 mà ông Sintayong chạm trán với các đại diện đến từ Việt Nam. Giới mô điệu gắn chữ duyên cho ông Sin khi đã gặp các đội tuyển Việt Nam đến 9 lần chỉ chưa đầy 4 năm làm việc với bóng đá Indonesia trải qua ba cấp độ U19 và U20, U23 và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì nhà cầm quân người Hàn Quốc mang tâm trạng buồn qua hầu hết các kết quả cuộc đối đầu. Ông xin thua đến một nửa hòa ba trận và chỉ có một lần duy nhất chiến thắng, có hai thất bại để lại trong xin nỗi ám ảnh nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Đầu tiên đó là kết quả thua 0-2 của Indo trước đội tuyển Việt Nam tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Đồng thời chấm dứt xung đột bằng lời qua tiếng lại giữa hai nhà cầm quân Park Hang-seo và Shin Ta yong trước trận đấu này. Chiến thắng này cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam khép lại chuỗi 26 năm không thắng Indo tại đấu trường Cup. Ông Sita Yong chưa bao giờ thắng đồng nghiệp Park Hang-seo kể từ khi ông sang Indo làm việc. Thậm chí là ngay cả đối thủ thì cũng không phải là đồng hương Tưởng chừng như đã chạm gần đến danh hiệu giải U23 Đông Nam Á 2023 Thì ông Xin lại thất bại trước huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam Trên loạt sút luân lưu tại trận đấu chung kết Ông Xin chỉ một lần duy nhất thắng được các đội tuyển Việt Nam Đó là vòng loại giải U20 châu Á 2023 Lợi thế được chơi trên sân nhà giúp cho ông cùng với các tuyển thủ U19 Indo thắng sát nút 3-2 Trước U19 Việt Nam của huấn luyện viên Đình Thế Nam Tuy nhiên thì trận đấu này không mang nhiều ý nghĩa khi mà hai đội đã hoàn thành được mục tiêu giành quyền tham dự vòng đấu chung kết. Vì vậy mà truyền thông giữa hai quốc gia thường dùng từ ngữ là ám ảnh để bàn luận về các cuộc đối đầu giữa ông Sita Yong với các đội tuyển Việt Nam. Còn người hâm mộ thì thêm chữ kém trước chữ duyên. Theo truyền thông Indo, hợp đồng của ông Sita Yong với hiệp hội bóng đá Indonesia đến tháng 6 năm 2024 từ khép lại vòng loại thứ hai World Cup. Đội bên sẽ dựa vào thành tích của đội bóng xứ Vạn Đảo để có thể cân nhắc sớm đến khả năng có hay không tái ký hợp đồng. Nếu như Indonesia sớm dừng bước tại Asian Cup 2023 thì ông Shin chỉ còn vòng lại thứ hai World Cup để lấy được điểm cộng thành tích. Nhưng tham vọng của một nhà cầm quân từng giúp Hàn Quốc thắng đương kim vô địch tức tại World Cup 2018 rất lớn. Và ông Shin vẫn còn mục tiêu khép lại chú trận đáng quên khi đối đầu với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên ông Shin cùng các tuyển thủ Indo đang đối diện áp lực phải có chiến thắng trước đối tuyển Việt Nam để thắp sáng trở lại hy vọng vượt qua vòng bảng Asian Cup. Thậm chí sức ép này còn lớn hơn khi họ đang đứng cuối bảng. Vì vậy mà sự ủng hộ đến từ yếu tố lịch sử khi mà ông Xin đang bị bóng đá Việt Nam kỵ giờ sẽ củng cố niềm tin cho người hâm mộ vào việc Hùng Dũng cùng đồng đội thêm một lần ca khúc khải hoàn trước đối thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại làm việc với bóng đá Việt Nam. Ông Park Hang-seo có thể sẽ tái xuất tại một câu lạc bộ Việt Nam nhưng không phải là các đội bóng ở hạng hai giải đấu chuyên nghiệp. Theo nguồn tin của VTC News, ông Park có thể làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Đội bóng này dự kiến sẽ chơi ở giải hạng nhì quốc gia 2024. Câu lạc bộ Bắc Ninh được thành lập dựa trên đề án phát triển bóng đá Nam tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 740 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện từ giai đoạn 1 năm 2024 đến 2030. Ông Ngô Quang Trường, cựu huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An dẫn dắt câu lạc bộ Bắc Ninh để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng sẽ chiêu mộ một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Gương mặt đáng chú ý trong số đó là Đào Duy Khánh, cựu trung vệ của Việt Nam từng thi đấu cho Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC và Hải Phòng. Câu lạc bộ Bắc Ninh đã đầu tư một xe buýt di chuyển. Chiếc xe được trang trí bắt mắt với tông màu vàng và đen xen lẫn. Logo của đội được thiết kế đơn giản nhưng tạo được khí thế với biểu tượng con rồng ở trung tâm. Trong khi đó, thì ông Park vẫn thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Tên tuổi và chuyên môn của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ mang lại những giá trị nhất định cho đội bóng mới thành lập như câu lạc bộ Bắc Ninh. Ông Park sau bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 2017, huấn luyện viên này mang đến nhiều thành tích nổi bật như đưa Việt Nam vào chung kết U23 châu Á 2018, giành hai huy chương vàng SEA Games liên tiếp các năm 2019 và 2022. Đội Olympic Việt Nam của ông Park vào đến bán kết ASEAN 2018. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia thì ông Park giúp cho đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết ASEAN Cup 2019 và đặc biệt là đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Ông Park hoàn thành lời hứa khi giúp bóng đá Việt Nam lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA. VFF và ông Van quyết định không gia hạn hợp đồng khi giao kèo kết thúc hồi tháng 1 năm 2022. Nhà cơ quan này hiện không còn dẫn dắt đội bóng nào nhưng thường xuyên xuất hiện tin đồn đàm phán với đội tuyển Indonesia, Thái Lan, Singapore hay Malaysia. Hiện ông Van đang quản lý một học viện bóng đá cộng đồng tại Việt Nam.